Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong chương trình lần này, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn rất là ngon và đặc biệt: gà bọc lá sen. Để thực hiện món ăn này, quý vị khán giả cần chuẩn bị 300 g nếp nấu thành xôi, 200 g thịt ức gà, củ năng, hành lá, ớt hiểm, lá sen, 30 g hạt sen luộc chín, hành băm, tỏi băm, dầu mè đen và hạt nêm Aji ngon. Cô đã chuẩn bị trước cái phần xôi rồi. Khi mà quý vị khán giả chuẩn bị xôi để mà lắc thì như vậy sẽ có mùi thơm rất là đặc biệt. Và đồng thời khi mà nấu xôi á, cho thêm vào khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Như vậy thì món xôi của chúng ta sau khi hoàn tất sẽ vừa thơm nè mà vừa... Chắc là quý vị khán giả cũng thấy điều này rất là mới mẻ đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn cho xôi đậm đà và thơm ngon thì quý vị nhớ nêm vào trong xôi hạt nêm Aji ngon quý vị nhé. Sạch đi để ráo, cắt hạt lựu. Bây giờ ướp vào 1,5 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, khoảng nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hành và tỏi băm. Chúng ta sẽ cắt nhỏ phần hành lá này, cả gốc hành và phần lá hành luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt sang đến phần nấm mèo. Nấm hương thì quý vị khán giả cắt hạt lựu nhỏ nhỏ ra. Quý vị khán giả cũng cắt hạt lựu luôn. Chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp. Khi chảo đã nóng rồi thì chúng ta cho vào khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn nè. Ta sẽ cho cả hành và tỏi băm vào nè. Rồi bây giờ trút hết thịt gà vào. Như vậy là cô Thảo phải đảo rất là nhanh tay và cũng phải để lửa thật là lớn để cho gà không bị ra nước ạ. Đúng rồi, thì củ năng này cũng lâu chín nè. Khi chúng ta xào với lửa lớn như thế này nè thì phần nhân không có bị ra nước thì sẽ không làm cho viên xôi của chúng ta bị nhão. Quý vị nhớ là chúng ta sẽ xào gà trên lửa lớn để cho gà không bị ra nước. Như vậy khi hoàn thành thì viên xôi cũng sẽ không bị nhão. Hành lá và cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê dầu mè vào. Cho luôn cái phần hạt sen luộc chín vào, chúng ta đảo đều. Phần thịt gà đã chín rồi, quý vị khán giả sẽ trút phần nhân thịt gà này ra bị lại. Trong khi chúng ta chờ cho nước sôi thì bây giờ quý vị khán giả sẽ gói xôi nè. Cái phần xôi này chia ra làm khoảng 4 đến 5 viên thôi là được rồi. Sau đó đó bao ni lông như thế này nè. Và chúng ta sẽ ép cái phần xôi này ra cho thật là mỏng. Chúng ta cho phần nhân này vào giữa. Chúng ta dùng tay ép những cái mí xôi này để cho những cái phần xôi này nó dính lại, bọc kín lấy cái phần xôi đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ gói lá sen. Lấy cái phần bề mặt của lá sen này chúng ta cho vào trong cái chén nè. Chúng ta sẽ lấy một viên xôi đặt vào trong chén. Cái viên xôi này lại bọc kín hết tất cả những cái phần mép này. Cái đó chúng ta lật ngược cái viên xôi ra, chúng ta úp ngược trở lại. Như vậy là chúng ta đôi nè. Quý vị khán giả sẽ cho vào sửng hấp. Đậy nắp lại, chờ khoảng 10 phút thôi là xôi sẽ nóng đều và mùi của lá sen sẽ tỏa ra ngào ngạt xung quanh món ăn của chúng ta. Rồi nè, nhân cũng được xào chín rồi nè. Do đó là cái công đoạn này là để cho nhân quyện vào với xôi và quyện với mùi của lá sen. Đúng rồi, chúng ta sẽ mở ra nghe. Chúng ta sẽ rập hai đường chữ thập ở trên viên xôi là được rồi. Gỡ ra thành ra là một cái cánh hoa nó như thế này nè. Cuối cùng cô sẽ để vào một nhánh ngò rí như thế này. Một khoanh ớt nữa, xinh xinh. Món này thì quý vị khán giả sẽ dùng kèm với lại một ít khoanh. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Em mới cắn trúng một miếng củ năng. Giòn phải không? Dạ, ngọt ngọt nữa. Đúng rồi. Dạ, mà bên cạnh đó đó thì phần hạt sen lẫn ở bên trong thịt gà nè cũng làm cho món ăn có mùi thơm, rất là dễ chịu, hơi béo béo một tí xíu nữa. Và Minh Châu, quý vị khán giả cũng biết là khi mà chúng ta nấu xôi, chúng ta cho thêm một ít hạt nêm Aji ngon sẽ làm cho món ăn của chúng ta thêm ngon và đậm đà. Cô Diệu Thảo, mà ngày hôm nay quý vị khán giả và Minh Châu lại có thêm một món ngon để cùng chia sẻ với những người thân yêu của mình trong dịp cuối năm rồi. Quý vị nhớ nha, chúng ta hãy thực hiện đúng những gì mà cô Thảo đã hướng dẫn, ngon, gói trọn được tất cả những yêu thương của chúng ta dành cho những người thân yêu của mình.